Rồi như vậy hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở tiết thứ 12. Thầy chào các em. Tiết thứ 12 của môn âm nhạc lớp 6. Trước khi vào tiết thứ 12 thì chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Đó là trò chơi. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho thầy bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em do nhạc sĩ nào sáng tác nào? Bài hát do nhạc sĩ Bùi Anh Tôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghe âm thanh sau và đoán tên nhạc cụ nhé. Đầu tiên chúng ta nghe. Đây là tên nhạc cụ gì chắc chúng ta biết rồi phải không nào? Tiếng trống. Đúng rồi, tiếng trống nhỏ. Và tiếp theo chúng ta nghe xem đây là âm thanh gì nha. Tiếng hình như tiếng kèn thì phải. Chúng ta nghe nhạc và đoán câu hát cho thầy. Đây là một đoạn nhạc trong câu hát Marie có một con cừu nhỏ. Tiếp theo, câu 4. Điền từ còn thiếu vào câu hát Trắng bao bao gì trong bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em. Trắng bao cánh cò, phải không nào? Tiếp theo, bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em được viết ở nhịp mấy nào? Nhịp 4-4. Như vậy, hôm nay tiết thứ 12 chúng ta sẽ học hai phần. Thứ nhất là lý thuyết âm nhạc, chúng ta tìm hiểu về nhịp 4-4. Bài đọc nhạc, bài tập đọc nhạc số 3. Đầu tiên tìm hiểu về nhịp 4-4 thì như vậy, người ta trong lý thuyết người ta định nghĩa nhịp 4-4 là nhịp có 4 phát trong mỗi ô nhịp. Và mỗi phát có giá trị bằng một hình nốt đen. Phát 1 đánh mạnh, phát 2 đánh nhẹ, phát 3 mạnh vừa và phát 4 nhẹ. Như vậy, nói gọn lại nhịp 4-4 là nhịp có 4 phát trong mỗi ô nhịp. Mỗi phát có giá trị bằng một hình nốt đen. Phát 1 mạnh, phát 2 nhẹ, phát 3 mạnh vừa và phát 4 nhẹ. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhịp 4-4. Đây, phát 1, một nốt đen đầu tiên mạnh, nốt đen thứ 2 nhẹ, thứ 3 mạnh vừa và thứ 4 nhẹ. Nhịp 4-4 khi viết người ta còn ký hiệu tắt đó là hình chữ C. Như vậy, cứ mỗi lần chúng ta thấy chữ C đó là chữ viết tắt của nhịp 4-4. Và bây giờ là cách thực hành đánh nhịp 4-4. Theo như sơ đồ, đầu tiên tay chúng ta để ngay vị trí số 4 là vị trí ban đầu, tay trái. Đánh xuống theo đường thầy chỉ, phát 1 đánh xuống, phát 2 đánh xéo qua bên phải. Phát 3 đánh ngang từ số 2 qua số 3, phát 4 đánh trở về vị trí ban đầu. Như vậy vị trí ban đầu để ngay chỗ nào chúng ta sẽ đánh về vị trí đó, chủ yếu là đánh tay trái. Phát 1 đánh xuống, phát 2 qua phải, phát 3 qua trái, phát 4 trở về. Tay phải thì chúng ta lại đánh ngược lại, phát 1 đánh xuống, phát 2 qua trái, phát 3 qua phải, phát 4 trở về. Đánh ngược lại với tay trái thôi. Như vậy, nếu đánh tay trái thì chúng ta đánh qua phải trước. Còn nếu đánh tay phải, chúng ta đánh qua trái trước.
Đây là bài đọc nhạc số 3. Giờ mình tìm hiểu và nhận xét bài đọc nhạc số 3. Bài đọc nhạc số 3, chúng ta có nốt đen chấm dôi, móc đơn, nốt đen, dấu lặng đen và nốt trắng. Bài được viết theo nhịp 4-4. Về cao độ thì người ta sử dụng các nốt đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố luôn. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố. Các nốt từ đồ tới đố. Bây giờ chúng ta đọc gam đồ trưởng, gam quãng 2, quãng 3 và các âm ổn định theo mẫu của các bài đã học ha. Quãng 2 thì đồ, rê rê là quãng 2, rê lên mi quãng 2, mi lên pha quãng 2 vân vân. Quãng 3 thì đồ rê mi, đồ lên mi. Rồi từ rê lên pha, mi lên son vân vân. Giờ chúng ta cùng đọc quãng 2 với thầy. Rê mi mi fa fa son son la la si si do si la la son son fa fa mi mi re re do. Rồi bây giờ quãng 3. Do re mi do mi re fa do mi re fa. Do mi re fa mi son fa la son si la do 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 la so si son fa la fa mi son mi fa re mi do. Và đây là âm hình tiết tấu của bài tập bài đọc nhạc số 3. Đen đơn đen đen thôi nào. Đen đơn đen 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 nghỉ. Chúng ta cùng nhau vỗ phát nha. Đen 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 nghỉ. Đen đơn đen 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 nghỉ. Lại lần nữa thầy. Đen đơn đen 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 nghỉ. Đen đơn đen 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 nghỉ. Tiếp theo đây là bài tập đọc nhạc số 3. Do mi son son mi do mi son la son la son fa mi re son mi do mi son la son do si la son la si do. Như vậy bài tạo động nhạc số 3 viết ở nhịp 4-4. Cao độ gồm các nốt đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đố luôn. Về trường độ thì có nốt đen, đen móc, nốt đen móc đơn, nốt đen chấm dôi và nốt trắng, nốt dấu lặng đen.
Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nghe nha. Bài số 3. Ở tiết nhạc số 1 và 2. Son mi do mi son la son la si la son fa mi re son mi. À, nghe lại. Son mi do mi son la son la son fa mi re son mi. À. Son mi do mi son la son fa mi re son mi. Lần thứ ba. Son mi do mi son la son fa mi re son mi. Rồi chúng ta tiếp tục ở chúng ta tiếp tục ở tiết thứ ba và thứ tư nha. Son mi do mi son do si la son la si do. Son mi do. Son mi do mi son do si la son la si do. Rồi chúng ta lần thứ ba thứ hai nha. Son mi do mi son do si la son la si do. Rồi tiếp theo bài tập đọc nhạc số 3. Chúng ta sẽ tìm hiểu và nhận xét bài tập đọc nhạc số 3. Mi do mi son la son do si mi son mi do mi son la son do si la son la si do. Rồi chúng ta làm lại lần nữa cho thầy nha. Mi do mi son la son fa mi re son mi. Son mi do mi son do si la son la si do. Do mi son la son fa mi re son do mi. Son mi do mi son la son do si la son la si do. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhìn bạn này gõ và chúng ta làm theo nha.
Chúng ta cùng nhìn một lần nữa. 1, 2, 1, 2, 3, phải không nào? Bạn gõ 1, 2, 1, 2, 3. Rồi như vậy chúng ta vừa với học làm quen với lại cái bài đọc nhạc số 3, phần nào gõ phát. Chúng ta còn nhớ không? Về chúng ta hát thuộc nốt luôn nha thầy. Tập hát lại bài hát tiếng chuông và ngọn cờ kết hợp vỗ tay theo phát nhịp và chuẩn bị bài cho tiết sau nha.